Thua quá mày ơi, mày đi ra chỗ khác. Ê, chú chơi hay quá à. Hay là dán sau cho con Hùng nha. Con về con lo đi học đi. Chỗ mấy chú quên không được, ba con la con à. Ba con không biết đâu. Thôi con về lo đi học cho đi. Cho Hùng đi. Mày yên đi để cho người ta cho mày. À, đi về, ba. Đi về. Ờ đúng rồi, cho nó đi đi. Rồi dẫn nó về đi. Ờ đúng rồi, dẫn đi đi. Ở đây xui quá trời luôn. Dạ, đâu con. Con người ta cờ bạc đó. Tại sao giờ bảo dám trốn học đi hả? Tại sao con người ta cờ bạc? Tại sao? Bỏ cái tay lên. Ba kêu khoanh tay lên. Tại sao ba lại có đứa con như vậy chứ hả? Hả? Thôi, em xin bà buông ra. Em đừng có đánh con bà đâu. Buông ra. Tất cả là lỗi tại bà đó. Bà để nó ra làm chi rồi bà không biết dạy dỗ nó. Muốn cái gì thì được cái đó. Bà cưng nó quá thành ra bây giờ nó mới như vậy nè. Bà lo mà học theo gương của má thằng Thịnh đi. Phải. Tại em thương con. Em thương con thiệt thôi. Em mới không nỡ khắt khe với nó. Mà sao anh chỉ đổ lỗi cho em vậy? Sao anh không nghĩ? Tại nó không được ở gần ba nó, cho nên nó mới như vậy. Bà im đi. Lúc nào cũng nhồi nhét vô đầu nó những cái suy nghĩ như vậy. Tôi bỏ bê nó hồi nào chưa? Tôi bỏ bê nó ngày nào chưa? Bảo, ba đánh đòn con như vậy là đúng hay sai hả? Úp mặt vô cột cho ba. Đúng một tiếng sau mới được bước xuống nghe chưa? Còn với cái, tôi nói rồi đó, đúng một tiếng sau mới cho nó bước xuống. Bà mà cãi lời tôi thì đừng có trách. Đánh đi con. Má thương, má thương tội nghiệp con trai của má. Sao má không để ba quýnh chết con luôn cho rồi đi? Phải à, thử đánh con thêm vài roi nữa coi, má thua đuổi với ổng luôn đó. Đưa má coi nè. Trời ác nhân à, đánh nhỏ là ngang làng dọc vậy. Còn đau lắm đúng không? Thôi đừng có quỳ nữa, ngồi xuống. Ngồi xuống. Lỡ như ba quay lại thấy con không nghe lời là ba quýnh luôn cả má đó. Con không sợ nha, đừng có sợ. Có gì á, má canh cho. Ông má qua má kêu cái con quỳ lên ha. Thôi ngồi xuống đi con, đau lắm đó. Đừng có coi coi mặt cũng tại con nữa. Đã trốn học rồi còn bỏ đi con người ta bài bạc chi. Bà con ghét mấy cái vụ đó lắm. Từ nay đừng có dậy nữa nghe con. Ba có thương con đâu mà con phải nghe lời ba. Ba chỉ thương mỗi anh Thịnh thôi. Không sao. Không sao đâu con. Con má, má thương con. Chú Thịnh. Dạ. Là tôi mà. Là tôi cứu ông Mạnh mà. Nếu như năm đó không nhờ có tôi thì má con chị ta bây giờ có được danh giang như vậy không? Tại sao họ không biết điều với tôi chứ? Sao tôi khổ vậy nè? Thân cô thế cô, tôi phải làm gì bây giờ đây? Bà nhỏ, tôi có thể giúp được bà. Mình cần hắn ta đứng về phía mình để đối phó với bà Liễu. Con dậu nhỏ nào chịu yên phận. Bữa nay mình phải nhắc cho cô ta nhớ vị trí của cô ta luôn luôn ở dưới mình. Chú tỉnh. Chú nói cho tôi biết đi.
Có phải là tôi không có đủ đẹp cho nên chồng tôi mới lạnh nhạt với tôi như vậy hả chú? Bà nhỏ, bà đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Bà đẹp, bà đẹp lắm. Không có người đàn ông nào nhìn thấy bà mà không rung động hết. Chỉ tại ông chủ quá nể sợ bà lớn thôi. Chú tỉnh, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ muốn có tình yêu của chồng thôi. Tôi phải làm gì hả chú? Đừng có khóc nữa. Bà không làm tôi đau lòng lắm, bà biết không? Má con tôi cũng là vợ con của ông mà. Tại sao chị ta không cho tôi về sống chung chứ? Đáng lý ra chị ta phải biết ơn tôi và đối xử tốt với tôi kìa. Bà nhỏ, chỉ vì bà trẻ, bà đẹp hơn bà ấy, bà ấy sợ đem bà về ông chủ sẽ mê mệt bà. Mà bỏ mẹ con bà ấy thì sao? Bà nhỏ, bà đẹp lắm, bà xứng đáng được yêu thương để chiều chuộng mà. Bắt quả tang rồi nha. Chị Lâm, đúng là con đàn bà năng loạn trắc nết. Chị ơi, đưa tôi tới phản phúc. Chị ơi, chị đừng có hiểu lầm mọi chuyện không phải. Chị ơi, một người là vợ bé, một người là thân tín của chồng tôi, vậy mà trốn ở đây mèo mã gà đồng. Được rồi, tôi sẽ kêu anh Mạnh đến đây không. Đứng ra giải quyết chuyện này, để coi anh còn bảo bọc má con cô nữa hay không, hay chính cô là người bị tống cổ ra khỏi căn nhà này. Không chị, chị ơi, chị ơi, tình chị mà chị nữa. Chú Tịnh ơi, chú ơi, bây giờ làm sao đây chú? Không xong rồi, chứ sao vậy, ông chủ cũng biết mà. Nhưng mà tôi với chú đâu có chuyện gì đâu, tôi cũng đâu có làm gì sai với chồng của tôi hết. Nhưng mà ai tin chúng ta trong sạch đây? Mà cái người chứng kiến này là bà lớn nữa, chắc chắn là bà ta sẽ lợi dụng cái chuyện này để tống cổ má con bà ra khỏi nhà đó. Không, không được, má con tôi không thể bị đuổi đâu. Chú ơi, làm gì đi chú? Chú. Bà nhỏ, bình tĩnh đi, bình tĩnh. Tôi xin lỗi bà, tất cả là lỗi của tôi. Bây giờ bà muốn cái gì, bà muốn tôi làm cái gì tôi cũng làm hết. Chú chạy theo chị lớn đi, chạy theo nói cho chị hiểu đi chú. Đi đi chú, nhanh lên. Bà yên tâm. Chú đi đi. Dạ. Bà lớn ơi, bà lớn, bà lớn, bà lớn, bà lớn, bà lớn à. Tất cả những gì lúc nãy bà thấy á, không phải là thật đâu. Tôi với bà nhỏ không hề có chuyện gì hết á. Không có gì hả? Dạ đúng rồi. Chính mắt tôi nhìn thấy mà chú còn chối nữa hả? Tôi nghi từ lâu rồi. Cái loại người như chú không hiểu sao chồng tôi lại tin tưởng được. Quân phản phúc thì không có kết thúc tốt đẹp đâu. Tránh ra. Bà lớn ơi, bà nghe tôi nói là không phải vậy đâu. Tôi xin bà mà nói với ông chủ là tôi chết. Chú tới số rồi, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này cho hai người đâu. Bà cuốn tới đó. Chú làm như vậy hả? Tôi xin bà đừng bà. Ủa chú làm như vậy hả? Tính sàm sỡ tôi hả? Không 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 không. Buông ra. Bỏ người ta. Bà sàm sỡ. Bà đừng. Buông ra. Bà đừng có la mà. Đừng có la, người ta nghe kìa. Bà đứng đi. Đừng có la. Đừng có la. Đừng có la. Tôi biểu đừng có la. Đừng có la. Đừng có la.